Bát đánh nhiều bơm đúng không? Chất lượng âm thanh rất là hay. Tiếng bát là khỏi chơi rồi. Em xin giới thiệu, đây là bộ dàn đến từ thương hiệu Kenwood, model là Kenwood 5G. Bây giờ em sẽ nói về âm ly trước nha. Trên âm ly này mình có thể chỉnh được bát, treble, ba lăng, chuyển ngõ để kết nối điện thoại, TV, máy tính. Có chế độ sụt rao để mình tạo hiệu ứng âm thanh vòm. Có tới 2 ngõ optical dùng giải mã DC24 bit trực tiếp trên âm ly. Âm ly này mình có thể ghép được với 2 súp điện và ghép thêm được 1 cặp loa nữa, tức là đánh được 4 loa cùng một lúc. Công suất âm ly là 130W, hàng nội địa Nhật Made in Japan, sử dụng nguồn điện 100V. Các bác có nhu cầu chuyển điện từ 100V lên 220V hoặc là có nhu cầu gắn thêm vào Bluetooth phía trong âm ly thì liên hệ em sẽ nhờ thợ chuyển điện và gắn Bluetooth cho mình. Kích thước của âm ly này như sau: chiều ngang là 36cm, chiều cao là 12cm, hậu sâu 30cm. Và bên này là cặp loa Kenwood 5G. Công suất của loa là 200W, trên cặp loa trở kháng của loa là 6 ohm, loa 3 đường tiếng, bass của loa là 25cm. Gân giải tẩm dầu, màn carbon, rẻ quạt, đánh rất là chất lượng nha, bass đánh như bơm luôn. Chiều cao của loa là 56cm, chiều ngang cả hai loa là 68cm trên hai loa. Hàng em bán ra bao nguyên bản, nguyên zin, bao hoạt động ok nên các bác yên tâm sử dụng. Đây là tổng thể mặt sau của cặp loa Kenwood 5G, hàng nội địa Nhật Made in Japan, công suất 200W trên cặp loa. Âm ly Kenwood 5G, công suất là 130W, sử dụng nguồn điện 100V. Có hai ngõ optical dùng giải mã DC24bit trực tiếp trên âm ly. Mình có thể dùng thất âm ly này kết nối với Max TV, ghép được với 2 súp điện, với thêm 1 cặp loa nữa là tổng cộng âm ly này có thể đánh được 4 loa cùng một lúc. Có rất là nhiều ngõ in, out, mình có thể kết nối được với điện thoại, TV, máy tính hay còn gọi là ngõ out, in. Đây là tổng thể phía sau của âm ly. Cần xem hình ảnh chi tiết, vui lòng vào Zalo 0931008099 giúp em. Chất lượng âm thanh rất là hay nha. Bass treble đầy đủ, tiếng bass đánh rất là lực. Mình nghe nhạc vàng, nhạc sàn, nhạc đen hay là kết nối Max TV karaoke gia đình đều được nha. Tiếp theo em sẽ test thêm một đoạn nhạc vàng qua tiếng hát ca sĩ Như Quỳnh cho các bác tham khảo rồi em xin kết thúc clip. Các bác có nhu cầu mua hàng vui lòng liên hệ 0931008099 để em tư vấn và chốt hàng. Địa chỉ bên cửa hàng em là thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Em ship hàng toàn quốc, chỉ cần các bác cho địa chỉ là bưu điện sẽ mang hàng tận nhà cho mình. Các bác vui lòng chuyển cọc giúp em 1 triệu, nhận hàng thanh toán số tiền còn lại và phí ship cho bưu điện hoặc chuyển đủ 100%. Em sẽ tặng cho các bác một cái remote học, tức là cái khiển học mình có thể chỉnh được chức năng trên âm ly. Nếu các bác không lấy remote học, em sẽ tặng gắn Bluetooth phía trong âm ly cho các bác nha. Tức là khi chuyển đủ, em sẽ có một quà tặng khuyến mãi kèm theo cho mình. Bây giờ mình cùng nghe nhạc test qua tiếng hát ca sĩ Như Quỳnh. Người ơi, chớ để buồn người trai nơi xa xôi. Người ơi, nếu thương rồi, chớ để nhạt màu son trên đôi môi. Tôi kể rằng đêm trên áo ai kết nên chuyện đời, và giữa khi tâm tư rét mướt, hồi coi hững hờ sẽ nát đêm say, hành trang kín vai gầy, có một người mà tôi chưa quen. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.